Hi, xin chào bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Thời gian gần đây thì mình nhận được những cái ý kiến rằng là mình đeo kính thì trông nó bắt mắt hơn và trông có độ tin tưởng cao hơn. Nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đeo kính để review với các bạn 5 mùi hương và nói ra những cái lý do về tại sao các bạn không nên mua 5 mùi hương này khi các bạn chưa ngửi. Đại khái là không nên blind buy về 5 mùi hương này ấy. Thì phải nói trước rằng đây là 5 chai nước hoa mà nó khá nổi tiếng. Nên là mình nghĩ rằng khi nó lên sóng, cái video mà lên sóng thì sẽ nhận được những cái luồng ý kiến trái chiều từ những fan, từ những người bán hàng. Nhưng mà phải nói rằng là đây là quan điểm cá nhân của mình nhá. Nên là các bạn hãy bình luận về cái cảm nhận cá nhân của các bạn. Hay là các bạn thấy cái video này không hay, các bạn hãy cứ mạnh dạn dislike cho mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến luôn 5 chai nước hoa này nhá. Chai nước hoa ở vị trí số 5 mà mình muốn nói tới trong video lần này đó chính là chai Akai 69 của nhà Eldo. Thì đây là một trong chai nước hoa khoảng cách đây khoảng tầm 2 đến 3 năm nó vô cùng là hot. Ngoài cái con số 69 nó vô cùng ẩn ý ra cùng với những cái bài viết gọi là PR nào là mùi của xác thịt, mùi của sự quan hệ, mùi của sự hấp dẫn, sự quyến rũ ai ngửi rồi cũng sẽ muốn tụt đồ, rồi những cái bức ảnh đi cùng chai nước hoa này. Thì nó đã lừa được, không phải gọi là lừa mà nó đã làm cho đa số các chị em đều mua chai nước hoa này, ít nhiều thì mua chiết, ít thì mua chiết, nhiều thì mua full về thử. Và bà chị mình ấy thì cũng là một trong những người đã mua chai nước hoa này về và đã phải bán ngay đi sau khoảng tầm 2 đến 3 hôm sở hữu em nó. Thì nói về mùi hương này thì thực sự rằng là đây là một trong năm chai nước hoa mà nó bị hai, năm chai nước hoa ở đây mà nó bị hai một cách quá đà. Mùi của Akai 69 ấy thì các bạn cần hình dung rất đơn giản, nó là mùi của phấn, mùi phấn rôm ở trên da trẻ em, mùi của Johnson Baby ấy. Thì mình không hiểu sao một cái mùi hương như vậy mà các bạn, nhiều người bán hàng có thể hai chai này lên nó là một chai nước hoa mang của sự hấp dẫn, của sự quyến rũ, của sự sexy, rồi phù hợp với con số 69. Thực sự rằng là nếu như là mình là một người con gái nhá, mình là một người khách hàng nữ mà mình nghe những cái lời PR, nghe con số 69 này thôi thì chắc là mình cũng xuống tay mua em này ngay nếu như mà mình không ngửi qua, mình không biết gì về chai nước hoa này. Thì các bạn thử nghĩ xem, theo các bạn, một cái mùi hương mà nó liên quan đến trẻ em thì nó có gì là hấp dẫn? Mình chỉ cứ, nếu như trẻ em ấy thì mình chỉ nghĩ tới cảnh là bà mẹ bỉm sữa và ông con và ông bố thức suốt đêm trông con thôi, nó chả có một cái gì hấp dẫn cả. Thực sự là nó vô cùng đáng sợ mình. Nên là các bạn cần phải thực sự ngửi em này trước khi mua. Và cái độ bám tỏa của em này ấy, thì nó cũng không phải gọi là quá tốt gì cả. Nó cũng không phải thần thánh như những chai nước hoa gì cả. Nó chỉ ở trên da của nam như mình thì nó được tầm 7 tiếng, 8 tiếng rồi ấy. Và nó tỏa hương mức độ bình thường. Và thực sự là nó rất là đau đầu, rất là mệt mũi. Nên là em này các bạn cần phải ngửi trước khi mua, chứ đừng đọc những cái bài PR, những cái bài viết về em này, và đừng xem những cái bức ảnh về chai nước hoa này. Chai nước hoa ở vị trí số 5 đó chính là chai nước hoa Lilabo Santo 3. Thì các bạn cũng sẽ rất là thắc mắc tại sao chai nước hoa này mình lại cho vào trong top 5 chai nước hoa mà các bạn không nên blind buy, đúng không? Mình đã có rất nhiều những cái video so sánh em này với em Miss Summer Firefly của Miniso rồi, từ review đến phỏng vấn thực tế, và kể cả mình đã review riêng em này rồi. Và những cái video đó thì các bạn có thể xem ở trên cái phần này, mình để gắn trên này nhá. Thì với mình, Lilabo Santo 3 là một cái mùi hương đặc biệt. Mình cũng không hiểu sao mà nó lại hot ở thị trường Việt Nam như vậy. Có thể nói rằng là cái khâu PR và marketing ở Việt Nam mình về cái mảng nước hoa này nó vô cùng tốt. Thì Santo 33 đó là một cái mùi gỗ xưởng cưa. Và mình nghĩ rằng là một cái mùi gỗ thì nó chỉ phù hợp với các anh em với tính cách mạnh mẽ hoặc là những cô gái thực sự cá tính thôi. Còn nếu như mà dành cho các bạn nữ, mà những bạn nữ nào mới tìm hiểu về nước hoa ấy, thì Lilabo Santo 33 chắc chắn là các bạn sẽ không thích. Trừ khi các bạn thích cái sự mới lạ, như mình nói là các bạn phải cá tính, các bạn thích sự mới lạ. Và em này thì sử dụng hàng ngày thì nó rất là mệt. Mình cũng biết rằng là các chị em thích những cái thứ rắn, cứng đúng lúc, mềm đúng chỗ. Nhưng mà thực sự rằng với Lilabo Santo 33 này, đó là một cái mùi hương khá là khó để có thể phù hợp với số đông chị em phụ nữ sử dụng nước hoa ở Việt Nam nhá. Nên là với cái mùi hương của Lilabo Santo 33, bạn phải có một cái sự cá tính, bạn phải thích cái sự mới mẻ và cái
quan trọng nhất là bạn phải là một cái người tinh tế và hiểu biết về nước hoa. Tại vì em này nếu như xịt hàng ngày nó thực sự rất là mệt. Tại vì ở cơ quan mình có một bà chị suốt ngày xịt chai nước hoa này và mình, có nghĩa là mình cứ ngửi phát là mình biết bà ấy đang đến. Nhưng mà thực sự rằng là bà ấy không hề biết rằng là cái mùi hương này nó gây khó chịu với những người khác trong những cái mùa hè rất là nắng nóng nhai. Và đó là vị trí số 4, Lilabo Sambo và 3. Anh em ạ, đây là 540 phiên bản X-Chart. Anh em không nhìn nhầm đâu, chắc chắn nó đang có mặt ở trong video lần này. Thì với mình ấy, Lilabo Sandro 33 và Baccarat Rouge 540, kể cả hai phiên bản nhá, phiên bản này nó dễ ngửi hơn. Còn với phiên bản EP thì nó và chai nước hoa Lilabo Sandro 33 kia đều là hai chai nước hoa cần cái sự tinh tế khi sử dụng. Tại sao mình lại nói là như vậy? Tại vì Baccarat Rouge 540 ấy thì nó là một cái mùi hương ngọt, khá là ngọt. Và phải nói rằng là nó sẽ trên da một vài người, nó mang đến cái mùi hương, đó là mùi thuốc sát trùng khá là khét. Vì vậy ấy, nên là các bạn phải thử qua em nó để tránh trường hợp là da nhân phẩm không tốt mà lên cái mùi vai, mùi thuốc sát trùng thì chắc là chả ai muốn mình có cảm giác đang ở trong bệnh viện cả. Cái thứ hai đó là chai nước hoa này, cái hiệu ứng của chai nước hoa này mang tới mà mình có nói trong video mình review hai cái phiên bản Baccarat Rouge 540, đó là khi các bạn ngửi thì các bạn gần như là, nếu như các bạn ngửi quá nhiều các bạn sẽ không ngửi thấy cái mùi hương này. Và cái thứ ba về chai nước hoa 540 này đó là về cái việc bám tỏa, nó bám tỏa vô cùng là tốt. Nên là nó sẽ, và nó tỏa hương nhá, nó tỏa hương và cái độ lưu hương ở trong không khí nó cũng rất là tốt. Nên là nếu như bạn không có sự tinh tế về việc sử dụng mùi hương này, không có về cái việc cân nhắc cái số lần xịt, thì nó sẽ gây khó chịu cho bạn và những người xung quanh. Vì thế nên là với mình ấy, Lilabo Sandro 33 và chai Baccarat Rouge 540 này nó cần sự tinh tế khi sử dụng mùi hương này. Mùa đông thì em này có vẻ an toàn hơn và dễ ngửi hơn Lilabo Sandro 33, nhưng mà thực sự rằng là đây vẫn là một cái mùi hương mình nghĩ rằng các bạn nên ngửi trước khi các bạn bỏ một cái số tiền hơn 4 triệu đồng cho phiên bản EDP và bỏ một số tiền 6 triệu cho phiên bản X-Chart này. Ở vị trí số 2 đó là chai nước hoa đến từ nhà Frederick Mew, đó là Canna Flower. Uầy, nói đến mùi hương này thì đây là một cái mùi hương mình vô cùng ghét. Tại sao mà mình lại ghét cái mùi hương này? Và mình nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có số đông những người không thích chai nước hoa này. Thì mình nhớ rằng là cái ngày mà mình gọi là có cái ác cảm với cái chai nước hoa này, đó là một hôm mình đi cắt tóc của một ông anh khá là quen ở chỗ xã Đàn. Thì ông ấy có trêu mình là bây giờ anh cho mình ngửi vài mùi cho mày đoán nó là mùi gì. Thì ông ấy có, xong rồi mình có chơi, ông ấy cho mình ngửi mùi hoa huệ, tại vì hôm ấy là mùng 1 hay sao ấy. Xong rồi ông ấy cho mình xịt chai nước hoa Canna Flower lên người. Ui, ban đầu thì nó rất là ngon. Ban đầu là một cái mùi xanh mà rất là tươi, mà cảm thấy rằng lạnh hết cả gáy luôn. Mình rất ấn tượng với cái nốt hương ban đầu của chai Canna Flower này. Nhưng mà khoảng tầm nửa tiếng sau, mình chờ mãi, cái nước hoa ở trên tay nó vẫn chưa khô, nó vẫn bóng dẫy và bắt đầu mùi huệ lên. Ui, huệ ở đây thứ nhất là khá là già. Cái thứ hai, huệ ở đây thì nó ướt, xong rồi nó nồng, nó dày. Thực sự là nó sộc thẳng vào mũi và lúc nào nó cũng tra tấn mũi của mình, nó tỏa một cách kinh khủng. Mình váng ở đầu, mình nhớ rằng là mình phải đi rửa tay ngay, nhưng mà trong rồi mình ngồi cắt tóc nó vẫn không hết mùi. Và mùi này thì thực sự rằng là mình không thấy rằng nó gắn liền với những cái từ như là sang trọng, như là quyến rũ, như là hấp dẫn. Mà mình thấy rằng là nó giống với mình ấy, thì huệ trong Canna Flower nó là một cái mùi hương nó liên quan đến như kiểu huệ trên bàn thờ ấy, hoặc như kiểu huệ nó bị héo ấy. Nó thực sự là nó rất là ác mộng với mình. Mà đây là một chai nước hoa có lẽ là mình sẽ không bao giờ thử lại một lần nữa. Chắc là phải hôm nào thực sự là dũng cảm lắm thì mới dám thử lại để xem rằng trước mũi mình có thể yêu lại em nó không. Nhưng mà chắc là không. Huệ ở Canna Flower nó rất là kinh khủng. Và em này thì giá của những chai nước hoa Frederick Mew này thì nó khá là cao. Tại vì những cái sản phẩm của nhà Frederick Mew này thì mỗi một chai nước hoa nó đều mang những cái nét riêng của perfumer. Và cái thứ hai là giá tiền của nó thì hình như là khoảng tầm 4-5 triệu một chai nước hoa thôi. Nên là trước khi mua em này ấy, huệ này, nếu như bạn có thích huệ, bạn có thích hoa trắng, thì các bạn vẫn nên thử qua em này. Đây cũng như kiểu là một phiên bản hardcore vậy, rất là kinh khủng với mình.
Đây là chai nước hoa cuối cùng, Molecule 01. Thì nếu như bạn nào mà có biết qua em này, hay là bạn nào có sinh hoạt trong cái nhóm Maybe cái gì gì đó, mình không nhớ tên, thì các bạn có thể thấy rằng là ông em nghĩa fan của mình đã từng góp mặt trong cái video offline nước hoa ấy, thì có một cái bài viết về em này, review em này, và có nói rằng đây là một chai nước hoa không mùi và được khoảng tầm hơn 11.000 like, rất là khủng khiếp. Mình cũng không, mình và mấy anh em chơi với nhau cũng không nghĩ rằng là có nhiều người quan tâm đến chai nước hoa này. Thì nếu như bạn là một người mới chai nước hoa thì các bạn đọc cái bài viết đó các bạn khá là tò mò, và giá em này cũng tầm 1 đến 2 triệu thôi, tức là gọi là có thể để bạn có thể chơi được, có thể các bạn tham gia cuộc chơi đấy để tìm hiểu xem về mùi hương này. Nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ nói luôn, đó là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó như kiểu skin scent thôi, nó lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở trên da của bạn, và bạn không gọi là quan tâm lắm đến mùi hương nhá, gọi là bạn không phải thường xuyên đưa lên hít hà thì Molecule 01 hợp với bạn. Còn nếu như bạn là một người thích những cái mùi hương bám tỏa tốt này, người khác có thể ngửi thấy này, đó, thì em này thực sự là không phù hợp. Tại vì khi xịt em này ra thì mình có nhớ rằng là mình có mang em này cho anh Sáng ở kênh nước hoa, chủ kênh nước hoa Bình Loạn, thì anh có xịt lên tay và anh ấy bảo quái cái mùi gì mà chả ngửi đến gì. Thế xong rồi mấy anh em mình có ngồi chơi với nhau một lúc, xong rồi có rủ nhau đi bộ ra quán bia ngồi, thì lúc ấy thì cơ thể nóng lên, bắt đầu ngồi uống bia với nhau thì bắt đầu mới ngửi thấy mùi của em này. Đó là mùi gỗ bút chì, nó hơi cay nhẹ một chút, nó cũng khá là hay, nhưng mà cũng tùy nhân phẩm ra từng người. Vì thế trước khi mua Molecule 01 các bạn phải thử. Thứ nhất đó là nếu như các bạn không đủ kiên nhẫn, và thứ hai là bạn yêu cầu một cái mùi hương bám tỏa tốt, phải lúc nào cũng phải ngửi thấy, và cái thứ ba đó là da bạn thực sự hợp, thì các bạn mới mua chai này nhá. Còn nếu như các bạn không đủ những cái đáp ứng những yếu tố kia thì đây là một chai nước hoa mình nghĩ rằng là các bạn mua về các bạn sẽ bán ngay. Tại vì các bạn sẽ, chai nước hoa này nó cần thời gian để thẩm và để thấy cái hay. Và thường thì chai nước hoa Molecule 01 này nó sẽ là một chai nước hoa để các bạn nào mà có cái tìm hiểu với nước hoa, các bạn có thể layer mùi Molecule 01 này với những cái mùi hương khác để xịt đè lên nhau, hoặc là xịt cả hai mùi với nhau, thì Molecule 01 đó là một cái lựa chọn khá là tốt. Và đây là chai nước hoa mình đánh giá là dành cho những người bạn, dành cho những bạn nào gọi là có một vài kiến thức, một vài hiểu biết về nước hoa rồi, chứ không dành cho những bạn mới tìm hiểu nước hoa. Và đó là những cái lý do mà các bạn nên ngửi trước khi mua 5 chai nước hoa này. Đây là cái góc nhìn cá nhân của mình thôi, có thể nó sẽ trái chiều với bạn và cũng có thể nó sẽ đồng thuận với khá nhiều người. Nên là các bạn hãy cứ comment ở bên dưới và các bạn hãy nói cảm nhận của các bạn về 5 chai nước hoa này. Biết đâu chúng ta lại có những cái nhìn chung, và những cái nhìn nào khác nhau thì các bạn khác xem video này các bạn cũng sẽ biết được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.